Bắc lịch mau sai đi, Bắc lịch mau sang đi. Ai đi chỉ mang phải qua núi đền đèo. Chỉ muốn diêu tiết bên lầu hoàng tung canh vô dầu đồng tiên vườn trên non du con đi rau diên tú sơn lâm minh cảnh nghề đẹp tư nhiên một đi bầu gió mắt sắc thành mùa nào thương ấy có ai đem về ngàn dẫu khi ngắt lá
đời đời giàu xa. Thank you.
mong hoàng về hôm nay thỉnh mong hoàng về đèn nhắc quê sớm chân nhắc vùng tờ chân kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoàng gia tống chính ông bảy có cái thần thần vạn mang kim ngân sắc lên bằng kim ngân ông về tống đôi chép biên rõ ràng về cho nhị nữ trang sinh mở khóa khai kho ông về mở khóa khai kho mở cung tài lộc phúc hạnh dài lâu độ cho để được sáng giàu cấp thực cấp nương cấp ngân cấp xin ông trao quyền trao danh quan về cấp thực cấp nương Thank you.
dù cánh trời chung nào của riêng ai, nào thơ ai có tâm tình hoài. Ông là chú cả phong hoa tuyết nguyệt, anh mi gót danh lời mà cứ chen chi cho mệt, để dòng chê khen để lấp chỉ lại nhung. Quan hoàng bày nhăn lên đất ý a bảo niềm mùi phong nguyện ý đỏ, đó là tiên cảnh thân tiết giáng tiên cảnh mê thần tiến trên bảo hà. Ô tiên cảnh mê thần tiến trên bảo hà, mà ra đến mắt ý là vô sinh, vẫn đi trong nghề cây đức ý ta ông bày bắc câu nghề bắc câu tâm là tư tâm sẽ ô liêu phản đưa cung đàn diều giặt khoan mở sách ra xem thì chữ đề đức nghề đăng tự đi lên ông bày lại xây một nơi thì vương
ngồi xa ngự sập mi công đồng các ghế dài chiếu long lần bóng hoa đắm soi to mặt anh hào giống khanh tướng cũng siêu siêu bồi thế vị khúc hát gợi hồn thơ tài tình hỡi khách thi nhân dù hoạch quân cư tám đắc nhà thì nung nghi gang rèn chỉ luyện tiên đời
vùng quỷ rơi tam hai vai. Hai vai nặng gánh cương dâng lên
lên bị ngọc đi các ô nâng mời cô là mời rước quan hoàng mười sợi các ô nâng mời rước quan hoàng mười người ta nghe
ghi dấu cả công người ngàn năm trăng xa. Nỗi kia dấu mòn những công người vẫn tựa vầng dương. Cho các ghế trên trần gian
cho những tóc xung văn đàn ngồi nằm dâng nay ghế ông nhất tâm hoàng gia thank you.
nghe thời võ qua cầu bến đi thủy là tới Dinh Đô, Dinh Đô quan hoàng, Dinh Đô đền quan hoàng. Thank you.
miệng hát ca ngấp nghi điệp đa điệp non ni bồng trầm nhật qua câu ca rằng nghe tang tinh tinh vang ai ơi mà con biết tình cô đôi ngàn tuổi chăng ba bốn năm bề hiu quanh vòng tay ba bốn năm bề sang hiu quanh vòng
mời cụ Loan đi ra xuống bàn đi đền chùa. Người trần gian con vất vả lắm thay, việc âm chưa tỏ, việc dương chẳng tường. Ngày hôm nay lễ mòn lòng thành, Thanh Đồng mời cô Loan đi ra xuống bàn đi đền cô chứng minh. Tôi xuống giọng và tỏ thoại, nghiêu thuần ni nữ trung đẹp bằng, nghiêu thuần nữ trung so nên ni tài sắc. Quán trao anh sửa sang mì diêm ảo,
về đền bị vô cha nhìn sang bóng phù dân quang lấy công danh cho thành đầu quang bóng chiều mì đã xin lên thành thăng long đền dầm đền sờ bóng thoải lòng pin bóng mái trèo lên với đền bị bồng lai cô con mới sáng bờ vào đền thăng xuôi ngược mái chiều về bàn đến tân chùa hắc là bên đến bến rồi thôi xin cô gác mái chèo vui cô sắm sửa vàng nhang cô lên đền khoan hò gió cô trèo về đến vua bát hải danh tiếng đồn cô bư thoải mẫu yêu tròn ba ngân cổ kiêu môi son mà phân mỹ miều mì nết na sông mì thác hàng ngự chôn đi ngang ba chiều thái tổ vẫn
con giờ đây họ mạc lắm cái mưu bày. Thành ra hồi cùng trong dòng nguyên xưa cô chín giáng ở trong đền sông quay thao lón nghệ cô chín hầu trong ba tòa. Đến cô khuya sớm đi về
bãi khô xa chi mi lỗi lầm còn riêng ai, riêng ai ngạo mạn mi cường hung hãi. Riêng ai ngạo mạn cường hung coi thường cô chín song song không tiếng cô lại làm cho điên đào rồi đào điên ý. Làm cho điên đảo đảo điên trăm mi chứng ngàn đi bệnh liên miên mê tháng ngày cô giận ai cô mới thở tay làm cho đau yêu hẹn ngày mang vòng bởi không biết cô không muốn cô kiều tình trong mưa sóng mưa nghỉ. Chị em nhị cô
bắt nhịp hò hoan. Phố lũ trai út ninh sắc dân ni an bảo hà. Mi non tú lơ nắng hoa đùng đình, đàn ngũ ấm ninh tăng tinh tình tăng niềm mê tành mắc vòng giữa ngàn. Chim bay em con rộn ràng hát khúc ca.
hãy được quả nhạc đi.
bay tin bè lá bên cành, nào là quả ớt, nào là mì quả chanh, quả dưa ruột to thật mì lá to, cô cho cà rốt lại thanh long được mang về. Thank you.
dầu không nghi đệ nhất ngọc đường nghỉ thể nguyện cũng cứu khổ trong muôn phương dân lành cái gian này người nó khổ lạnh bệnh hành bệnh trì cô thương cô đổ cho tuy thứ xuân lại xem thủ tự hương đăng thế nào cậu về xét thủ nhà càn quang song nhan thần cờ diệu cậu về xứng đến trung ngạ tích tăng cũng giảng kim phục hoàng thân ở thánh chúa tiên trung vương Thank you.
và mê tai cung đàn mê tang tinh uống chén rượu đánh nghe ván cờ cao thật là cao tay tin các cô chúc chén sự lừa đảo nhất tuần sự dâng lên bệ ngọc các cô nâng mời là mời rước cái cậu hồ rơi tình tây thiên các cô chúc trên sự lừa đảo nhị tuần là dâng lên bề ngọc để các cô nâng mời là mời rước cậu hồ rơi tay quỳnh tiên các cô chúc trên sự lừa đảo dâng lên để ngọc để các cô nâng mời là mời rước cậu bé hoàng rơi tam bùi bùi rước cậu hoàng rơi đừng ngại chớ lo mấy cậu khuyên rằng ai ơi đừng ngại chớ lo trăm mi sầu ngàn nên lỗi cậu độ mi cho lo được dần dần lên núi thiên thai như ngày ngày cậu lên núi thiên thai thấy chim loan phượng ăn răng ăn xoài là xoài là xoài mi trên non chạy hội phủ dây tháng ba chạy nỉ hội phủ dây công nghi đồng phủ bóng mà ra chơi bên phủ bà về đồng chít chiếc khăn hoa kỳ thi mi quá hội cậu ra thi kinh kỳ nghi nhạc ngựa mì long nhong ấy tai nghe nhạc ngựa long nhong nhạc ngựa cậu bé đèn đi trong mi cậu về con ngựa hồng khoan khoai mi chân bước dương mi cung thần bắn đi suốt mình chim một nửa đàn chim nhẹ nó bay tránh sao được khỏi mũi mà tên đi bay của cậu bé và bằng vàng dương nghi cung mà cậu bắn rõ ràng là mười mười cậu ăn chơi nghiêng nước mi đổ trời có khi mi thanh lịch tốt tươi ra bậc anh hào đen ở đây khuya sớm ra vào đôi tay cậu nâng bức cái màn này đào vào quỳ tông ngựa qua sông cậu bé về đây này dục ngựa qua sông hèo hoa đi cậu người bác cậu thương đồng nên cậu thì phải đi từ núi mi cung leo thương nghỉ đồng từ núi cung leo thất đi sông mi cung lộ kiểu đèo cậu cũng qua niệm chữ Di Đà vào chùa non đi nước cậu mì hái hoa mang về đêm phép cậu thần thông nghĩ vô biên phép cậu thần thông một biến vi thiên thiên cậu biến vi vạn vạn biến vi vi ức ức biến hạ ra cậu đổ cho ra sự hài hà cho vuông nghe cho vắn cầu lại độ cho được vuông ngữ tròn nghe vua mẫu thương cho cậu người hoàng vua mẫu thương cho cậu tấu cho gia sử mọi người đang được hanh thông ban tài tiếp lộc mi trùng trùng huệ lan được sung mi học
đầy sân quê hè. Dục ngựa phi đê vang 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 vang, dục ngựa phi đê ra roi quất ngựa rước cậu vào trong cung. Hẹn đến lần sau cậu bé tôi lại về, hẹn đến lần sau cậu